Con kính bạch sư phụ cùng đại tăng, kính chào quý đạo hữu. Con đây là Linh Thị Hương, thuộc đạo tràng Minh Hiệp Yên Thế, sinh hoạt trong câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng ạ. Con kính bạch sư phụ là trong đạo tràng chúng con thì có rất nhiều đạo hữu nhờ ứng dụng lời Phật dạy mà thông qua các bài pháp sư phụ giảng vào cô chủ nhiệm đã sách tấn ấy, đã chuyển nghiệp và hiện tại có mặt tại cái buổi tổng kết hôm nay thì có Phật tử Kiều Thị Liên ạ. Dạ đây ạ. Dạ, đây ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch sư phụ và đại tăng. Và con thưa sư phụ, con là Kiều Thị Liên, pháp danh Hiệu Cường. Con ở tại đạo tràng Minh Hiệp, ở nhóm Minh Hiệp Yên Thế. Con xin phép sư phụ, con được kể câu chuyện chuyển nghiệp của con cùng tất cả các Phật tử trong nước, ngoài nước cùng nghe. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm Canh Tý. Con được chia sẻ trong những chuyển nghiệp của con trong Oan Gia Trái Chủ trong vào 30 năm của con ạ. Vâng, từ năm bắt đầu phát sinh ra từ năm 85, con đã bị đau toàn thân đầu. Con không chải đầu được và đau toàn thân tứ chi. Vâng, con cũng đi các bệnh viện tâm thần, bệnh viện Lao, Nghi Cả Lao, bệnh viện Trung ương, rồi cũng không khỏi. Rồi con cũng đi hết các thầy lang, thuốc Nam, thuốc Bắc, toàn miền Bắc, đâu có thấy hay con cũng đi. Vâng, xong khi đó phu quân của con là rất thương con, chạy chữa cho con, thậm chí vay mượn để chạy chữa cho con cả 12 phẩy cũng không khỏi. Xong khi đó bố mẹ chồng con rất thương con và vay 12% để chạy chữa cho con lúc ý ấy, cho đến vào 6-7 năm ấy thì lúc con cũng không khỏi được. Thế mà cứ ngày con nhúc nhắc như đêm thì con như người tra tấn ấy. Thế xong khi đó bố mẹ chồng con cũng rất thương con thì cũng lại cứ lúc ý thì cũng không có đi đến chùa đâu đâu, toàn đi xem bói. Vâng, cũng đi xem bói xong rồi cô đồng bảo rằng là cái ngôi mộ ở Tam Đại của gia đình nhà con là bị nứt ba hòn gạch thì chạy đi thì cô con dâu trưởng của ông cũng khỏi. Bây giờ con nói là bố mẹ chồng con cũng khuất cũng được nghe tiếng hết ấy. Thế thì bố mẹ chồng con thương lắm cũng chạy, xong cũng không ăn thua gì. Xong chồng con cũng cứ xách cái túi này quả thầy hương, thấy đâu hay cũng đi xem, cũng lo cho vợ cho con. Thì cứ bảo thôi cứ cố gắng thì thôi, thì các cụ đã bảo rồi, có bệnh thì vái tứ phương, thì đâu cũng đi, rồi cũng chạy chữa, thì đâu thấy thầy thuốc hay cũng đến, nhưng cũng không ăn thua gì thầy ạ. Thế xong đến năm 93 con lại bị mổ một cái khối u vú. Đến năm 2009 con lại bị mổ một cái khối u dạ dày. Ở bệnh viện Bạch Mai con nằm bất động 12 ngày, xong nằm khi đó là 22 ngày. Con ra về thì một tháng sau mới có kết quả, thì bác sĩ bảo thôi ăn mừng cũng may rồi, cái này nó chưa bị ung thư. Thế xong khi đó thì chồng con cũng rất lo, cũng lại cứ đi chạy chữa cho. Đến năm 2015, con lại phát hiện ra một cái u tuyến giáp gọi là cái u tuyến giáp ba la đôi nhú, nó chạy hỏng mất mắt của con. Đến lúc xong thì bao nhiêu giáo sư cũng nghiên cứu, ở 108 ba giáo sư cũng nghiên cứu thì bảo rằng là phải mổ cái mắt này ra để đặt lại con ngươi lại, như gia đình nhà con cũng không nhất trí cho mổ ạ nữa. Và về xong đến ngày tháng 2, tháng 3 con nằm ở 108 rơi vào 42 ngày. Xong con yếu thì về thì con được một tháng thì con lại vào trong bệnh viện tỉnh. Con nằm thì trong khi đó là nó chuyển sang suy tim, suy thận và con đi tiểu cả ra máu tươi. Vâng. Xong thì gia đình nhà con thì chồng con cứ lo sợ con là chết
mà hai nữa dân làng ai cũng bảo con chết, con trai con bảo mẹ con sắp chết rồi. Thế thì già về thì con nhà con bảo thôi lại ra Bạch Mai để chạy chữa nữa, nếu cứu được thì cứu, chứ anh rất cố gắng thì em cố sống còn nuôi con trông nom con cho anh. Thế nhưng mà con bảo thôi bây giờ em chẳng đi nữa, vì mấy chục năm nay anh vất vả với em quá rồi. Thì xong thì nhà con bảo không còn nước còn tát, cứ còn em cứ còn sống là vợ chồng hạnh phúc là quá tốt rồi, thì anh cứ đưa đi. Nhưng con bảo con không đi. Thế là vào đến hôm ấy là hôm vào mùng 9 tháng 6 năm 2016 thì con thấy một giấc mơ của con. Thì chồng con bảo đi con không đi nữa, thì con thấy một giấc mơ. Thì con thấy là con đi trên đường đẹp lắm, đêm nằm mơ toàn đường pha lê vàng bạc châu báu đấy. Thế là con đi hết đường, không có một ai, mình con rơi xuống một cái biển. Sau đó thế là con nhìn thấy 12 thầy tăng bế con lên, bảo con ơi con được mẹ Quan Âm Bồ Tát cứu rồi đấy. Thế là con tỉnh giấc ngay, con gọi chồng con ngay, lúc ấy 2 giờ sáng đấy. Con bảo anh, em được mẹ Bồ Tát cứu mà không biết em tìm chùa Ba Vàng ở đâu nhỉ? Tự con cứ mồm con cứ phát, chứ con lúc ý con chưa biết chùa ở đâu cả, mà cũng không biết là có thầy, có đại tăng hay không. Thế thì chồng con bảo ừ thôi cứ ngủ hết giấc đi em ạ. Thì mai thì đi hỏi xem các cụ ở đây có ai người ta đi rồi người ta biết. Thế là hôm ấy con yếu lắm, con lên chùa cả một cái chùa làng cứ nhìn con, cứ bảo rồi chồng nó sợ quá, nó sắp chết rồi, bảo con thế. Thế thì con cứ đi hỏi thì có mấy vãi bảo rằng là các vãi không đi, không biết. Thế có một cái vãi trẻ trẻ thì đi về mấy bác lễ thì mới bảo thế ai thích đi chùa Ba Vàng bảo cho con đi. Thế bác bảo thế tôi cho cô địa chỉ, cô điện cho bác lễ ở Lan Thượng ấy, bác ấy về đấy. Thế thì con cũng lấy số điện thoại, thế tối con sướng quá rồi, con bảo rằng là ôi thế là gặp được người thì chắc là sống rồi. Thế là con điện cho bác lễ, thế bác lễ bảo em ơi em, thế em muốn đi về làm gì, bảo bác ấy cho em đi. Lúc ấy con chưa biết bác lễ người bác làm sao cả, không biết mặt mũi làm sao cả. Thế thì cứ bảo thế thì bác bảo ừ thế em muốn đi thì mùng 8 tháng 8 em đi ra cái cây xăng Nhã Nam ấy chờ chị. Thế thì chồng con bảo rằng là thế mình em yếu thế mà em đi thì em đi thế nào được. Thế xong bảo anh cứ đưa em đi, em đi đến đấy biết đâu là em lại tính thì sao. Thế là đi đến đấy thì nhà con đưa xuống, nhấc con xuống, con cứ ngồi cây xăng thì ô tô đến thì bác lễ bảo rằng là đâu rồi thì là con đứng đấy thực sự với tất cả quý thầy với lại các đại chúng ạ, chân cảm tưởng nó không có xương nữa rồi ấy, không đứng không vững, vâng, người ngợm đi nó không vững mà nói không ra hơi. Thế thì bác lễ mới dìu lên ô tô và thế đi về chùa. Thế thì bác lễ đưa về chùa thì con cũng chẳng đi chùa bao giờ, thì về cũng cứ thấy thầy đọc còn đọc theo mà thấy các Phật tử lạy còn cũng lạy, còn cũng cứ lạy, còn chả biết thế nào cả. Đến tối rồi thì chuyến xe của bác lễ là các Phật tử về. Thế thì bác lễ bảo rằng là thế em ấy em yếu chị ở lại mấy em. Thì con bảo thôi chị ơi chị nếu mà về phải về về em cứ ở đây, mai thì em nhờ các Phật tử ở đây các đưa em vào để em gặp thầy. Thế thì mai sáng mai con cứ ngồi chỗ cái lầu trống ấy, con cứ thấy mọi người đi làm công quả. Thế con cứ hỏi thì có một Phật tử bảo thế chị cần thì chị cứ đi vào trong ban chi khách thì chị gặp. Thế thì con vào con cứ đi lò dò, có một bác lại dìu con vào đấy. Thế bác bảo thế vào kia thì gặp ban chi khách thì hỏi người ta. Thế con mới đi vào đấy thì con mới hỏi. Thế là con được gặp sư ông ở trên điện thoại đấy ạ. Thế là gặp sư ông thì sư ông mới lại chia sẻ cho con là bây giờ bệnh tật thì con về con tu tập, bao nhiêu cái oan gia trái chủ của con nó đang hành con. Thì
thì con tập tinh tấn, thì mùng 8 con về, 14 con về, 30 con về, con tác phước, thì con tu tập tinh tấn thì chuyển hóa. Thế con cũng thực hành theo những lời của sư ông dặn. Thế là con cũng thỉnh một quyển kinh, nhật tụng một quyển kinh dược sư, một quyển kinh nhân quả ba đời. Thế là về con cứ mày mò, con tự con học. Xong hàng tháng mùng 8 thì thầy sư ông dặn con là về quy y. Thì con cứ hầu như tháng nào mùng 8 là con cũng nhất tâm con về, xong con quy y, xong con học con mới tắc phước. Thì rơi vào tháng 8, thì tháng 9, tháng 10 hôm ấy sư ông khai thị thì con cũng nhất tâm con xin sám hối trước mặt tăng và oan gia trái chủ. Xong ấy 3 tháng sau thì con cứ tu tập, thì con xuống bệnh viện con kiểm tra, thì bác sĩ hỏi con bảo: thế bác có uống thuốc ở đâu không? Bảo: không bác sĩ ơi, bác sĩ chỉ cho tôi uống thuốc gì thì tôi uống thuốc đấy, chỉ có một viên hormone mới lại tí thuốc bổ canxi mới lại viên bổ gan thôi ạ. Thế xong 3 tháng sau thì con cứ thấy người con nó cứ tỉnh dần đi. Xong con cứ tu tập thôi, con đi dần dần vững, thì là con cứ tu tập đều đặn từ năm đấy đến năm 2019 là toàn thân con là khỏi sạch 30 năm đấy ạ. Con khỏi hết, không đau đớn đâu luôn. Bây giờ bình thường con làm bình thường, không có đau đớn, không mệt mỏi. Thế thì con xem những cái bệnh án của con, bác sĩ xuống khám cứ bảo: bây giờ bác hoàn toàn bình thường hết thì còn đâu nữa, bảo bác phải lo. Thế là Nam Mô A Di Đà Phật, thế là con rất phấn khởi và rất là sung sướng vì là được Phật pháp nhiệm màu, nương được vào Tam Bảo và nương được vào sư phụ và nương vào được đại tăng và được cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng Lục Hòa và tất cả các Phật tử chùa Ba Vàng, mà đến ngày nay con được đứng giữa thầy mà con mơ bao giờ con được gặp sư phụ, thì hôm nay con được gặp thật. Vâng. Thế là chồng con cũng quy y hết rồi, cũng quy y ở đây, cũng tu tập, cũng vào đạo tràng. Các con nhà con cứ bảo thế này chứ: thôi mẹ cứ đi đi cho nó khỏe về. Bao người ngăn cản mẹ con bảo: không người ngăn cản nó. Nó về nó học, nó chuyển hóa, nó khỏe như thế. Mẹ mà, mẹ năm nay 90 chứ mẹ trẻ, mẹ cũng đi. Mẹ cũng về đấy mẹ học ấy. Các con phải nhất tâm như thế. Vâng. Thế là... con được như thế là con cũng là quá tại nguyện. Và con xin tri ân Tam Bảo, con xin tri ân sư phụ và đại tăng, thì con xin tri ân cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng và cảm ơn tất cả các Phật tử, các đạo hữu. Cũng dạ, nên là rất tin tưởng vào oan gia trái chủ và phải tin tưởng tất cả về nhân quả và phải tinh tấn lên để được truyền tải Phật pháp rộng khắp thế gian cho tất cả. Dạ vâng ạ, cháu xin cảm ơn cô Liên. Nước ngoài ạ. Vâng, con kính bạch trên sư phụ thì cho con xin phép được hỏi thêm bác Liên một chút ạ, là khi mà bác bị như thế thì bác sĩ chuẩn đoán lần gần nhất thì bác bị làm sao ạ? Tức ngoài cái bệnh suy gan, suy gan suy thận đấy là cái lúc mà con 2015 ấy, là con được mổ, bác sĩ bảo bị ung thư tuyến giáp ba la đô nhú. Cái ba la đô nhú này thì hiếm có lắm, ít người bị, hàng bao nhiêu ngàn người mới bị một cái ba la đô nhú này ạ. Bác sĩ ở 108 ba giáo sư chuẩn đoán ấy. Vâng. Nên là bị ung thư cái ba la đô nó chạy vào mắt con, bây giờ là cũng được 50-60% chứ trước không như thế này đâu. Mà bác sĩ còn bảo rằng là phải mổ đặt con ngươi lại, do con tu tập nhất tâm nên bây giờ con cũng được chuyển hóa được 50-60% rồi ạ. Thì vâng, vừa rồi con cũng bạch cô chủ nhiệm thì bảo tới đây con cũng khai đàn để con tụng kinh quyển số 8 thì cho nó chuyển dần dần nốt ạ. Vâng ạ. Cháu cũng xin phép hỏi thêm một câu nữa thôi, là trong giấc mơ thì cháu thấy rằng là không có xuất hiện là đi chùa Ba Vàng hay là gì, mà tại sao cô lại biết đến chùa Ba Vàng như vậy ạ? Lúc bấy giờ là tự tâm phát ra hết ạ, chứ tự nói tự đòi về. Thì về để
gặp được sư thầy, để là ý là muốn là vào gặp được sư thầy là muốn về chùa ở ấy. Lúc ấy yếu rồi chỉ muốn về chùa đấy ạ. Thế nhưng mà thôi thì cũng được sư ông sách tấn thì con cũng về, con tinh tấn thì con cũng nhất tâm 24/24 là lúc nào cái đài và lúc nào cũng nghe pháp của thầy, suốt ngày suốt đêm, thậm đi ngủ cũng nghe pháp của thầy và của cô Yến ạ. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Cháu cũng được biết rằng là trong câu chuyện này thì có bác Lễ là người cũng đã gọi là gieo duyên giúp đỡ bác biết đến chùa. Thì bây giờ bác Lễ có thể chia sẻ cho đại chúng rõ thêm một chút về... vâng ạ. Đại chúng có thể cho bác Lễ một tràng vỗ tay ạ. Vâng, thì bác Lễ có thể giới thiệu một chút về bản thân và bác chia sẻ cho đại chúng biết được rằng là khi mà gặp cô Liên như vậy thì bác cảm thấy như thế nào ạ? Vâng, bác Lễ xúc động quá, xin đại chúng cho một tràng vỗ tay lớn nữa được không ạ? Con kính bạch sư phụ, kính bạch chư tăng và cùng toàn thể đại chúng có mặt hôm nay. Con tên là Thân Thị Lễ, con quê ở Bắc Giang và con đang sinh hoạt tại đạo tràng Minh Hiệp thuộc nhóm Yên Thế. Thưa sư phụ, con xin phép sư phụ cho con được chia sẻ một chút là nguyên nhân con biết đến chùa Ba Vàng. Có một cái duyên lành là con gái út của con được đi tham quan chùa Ba Vàng với bạn, về nhà có kể cho con nghe, thì ngay hai hôm sau là con cũng tự tìm đường về chùa Ba Vàng. Con đi xe có một mình, ngồi xe khách, thì tài xế lái xe đưa con giữa thành phố Uông Bí thì cho con xuống và bảo con là bà xuống đây rồi tự tìm về chùa Ba Vàng. Lúc đó con xuống giữa ngã tư đường phố Uông Bí thì thưa sư phụ là con chưa đi đâu bao giờ, thì con rất bỡ ngỡ và con không biết hỏi ai và làm thế nào để cho con được về chùa. Con chỉ biết ngửa mặt lên trời và con gọi được một câu là mẹ ơi, bây giờ con đi đâu về đâu. Thì một lúc sau có một chú xe ôm đến hỏi con bà cụ đi đâu, thì con bảo con về chùa Ba Vàng. Thì chú bảo con giá tiền, thì con bảo là không có tiền, đi xe nhiều tiền thế. Thì chú bảo không có tiền đi xe ôm thì đi taxi. Thì con lại bảo là tiền đâu mà đi taxi. Một lúc sau thì ở mãi bên kia đường thì có ba cô gái trẻ, cô ấy đi về, thì con thấy chú xe ôm đi sang đấy đứng nói chuyện. Thì một chút nữa ba cô gái đến co gọi con bảo bà ơi, bà có đi chùa Ba Vàng không? Thì con bảo là bà có đi. Thì cô bảo con cho bà đi cùng. Thì đúng là lời chú xe ôm nói, con được ngồi taxi sư phụ ơi. Con về được đến chỗ tăng viện. Bây giờ thì lúc đó con cũng không biết ở đâu cả, thì con cứ ngồi đấy. Con lại gọi mẹ, thì có hai cô ở Hiệp Hòa, cô đi làm công tác vệ sinh. Thì cô ấy ra gặp con, cô ấy bảo con cứ ngồi im ở gốc cây này, bao giờ cô làm xong thì cô đưa con vào chùa. Con ngồi đó thì đến trưa cô về, cô đưa con vào gặp cô Mùi. Thì cô Mùi phân con về phòng số 6. Trước khi đi thì con có ước nguyện là làm sao con được ở lại chùa và cho con được ở chỗ nào có cái đồng hồ để con hay dậy sớm. Thế cũng không biết duyên lành gì mà con lại được ngủ ngay dưới chiếc đồng hồ.
Thưa sư phụ, con được đủ duyên lành, con được ở chùa một tuần. Sau khi con về, con rất là vui mừng, nhưng về đến nhà thì chồng con rất là hát hủi và không thuận duyên để cho con được tu hành. Đấy. Nhưng con vẫn có tâm nguyện hướng tâm về chùa và con không từ bỏ. Đấy. Và mỗi tháng con cũng trốn đi được ở về chùa mấy hôm. Thì tình cờ một hôm như cô Liên nói thì con nhận được điện thoại. Cô Nhiên nhờ con đưa đi chùa Ba Vàng. Con đồng ý ngay và con nói với cô là dù có mưa to hay bão lớn chị cũng sẽ đưa em đi. Khi ra đến bến xe, con thưa thầy, con nhìn thấy cô Liên, chút đầu con đã thối tâm, bởi vì con sợ lắm ạ. Con nhìn thấy cái mắt của cô, nó lồi to lên và nó trắng dã như này, con rất là sợ. Nhưng mà con hồi tỉnh lại thì con nhớ bài thầy dạy con là kể về Đức Phật sâu kim cho một bậc tỳ kheo. Thầy có chỉ dạy con là dù một cái phước rất nhỏ ta cũng phải làm. Lúc đó con cũng không biết được là đưa cô đi để chữa bệnh hay đưa cô đi để làm gì, chỉ biết là đưa cô đi lên chùa. Thế là con sẵn sàng nhận nhiệm vụ với chồng cô Liên để con dìu cô lên. Thì con dìu cô lên đến chùa, thì con cũng đưa cô vào ban chi khách. Thì cô đi rất là nặng lề, người con thì lại lúc đó rất là gầy yếu. Thì con đưa cô đi thì con còn phải cố nén hết sức mới dìu được cô vào trong ban chi khách. Con cũng không hiểu được lý do tại sao mà trong một ngày đến chiều tối mà cô như là tỉnh lại chứ không phải là như trước khi con gặp cô buổi sáng. Thì buổi chiều bởi vì con trốn đi cho nên con không dám ở. Thì con phải về. Con phải về thì con để cô lại. Con cũng rất là buồn nhưng con không thể làm thế nào được. Thì cô có nói với con là chị cứ về đi, em cũng tỉnh rồi. Thế con đành phải về, thưa sư phụ. Thế sau khi cô Liên về thì hai chị em con lúc đó cũng không hiểu được nhiều và không biết gì thêm hơn. Chỉ biết là gia đình nhà con cách nhà cô 2-3 cây thì 1-2 ngày con lại đạp xe sang để cùng em tu học. Chứ cũng không biết tinh tấn là thế nào ạ. Thế con cũng không ngờ được là chỉ có cái như thế thôi mà dần dần em con đã chuyển được. Mà con bạch thầy là cái lúc con đạp xe đi thì con cũng rất là buồn. Con có ước mơ là tại sao chúng con lại cô đơn thế? Sao không có đông người để cùng nhau? Thế nhưng mà quá trình tu học thì em con đã chuyển hóa được. Giờ này con cũng thưa thầy là chính ông chồng của con mà trước đây thì bây giờ thì lại rất là mỹ mãn thầy ạ. Bây giờ cũng là thành viên trong đạo tràng mà là một thị giả của đạo tràng chúng con ạ. Đấy. Và con thưa thầy là cả gia đình nhà con là một gia đình Phật tử của chùa nhà mình ạ. Đấy. Con thưa sư phụ, bây giờ gia đình nhà con là nơi để đạo tràng chúng con tu học. Và mỗi một khi chúng con tập trung tu bát quan trai thì đức ông chồng của con lại là người nấu cơm phục vụ. Con kính bạch sư phụ, giờ này con cũng không biết nói gì hơn nữa.
Con chỉ biết là chúng con được như ngày hôm nay là nhờ ơn Tam Bảo, nhờ ơn sự giáo dưỡng của Sư Phụ và sự chỉ dạy của Đại Tăng, chúng con được như ngày hôm nay. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi, bây giờ cho trưởng đạo tràng phát biểu mấy câu cho Sư Phụ và đại chúng nghe thế nào. Con kính bạch Sư Phụ, khi lời nói tri ân của chúng con thì không thể nào mà có thể diễn tả được hết. Thì thay cho bằng những lời tri ân tới Tam Bảo, tri ân tới Sư Phụ cùng Đại Tăng, tri ân tới sự chỉ dạy sách tấn của cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa, và những lời tri ân tới trưởng đạo tràng cùng tất cả các đạo hữu trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa. Đó là bằng việc là chúng con cần phải cố gắng tinh tấn hơn nữa trong việc thực hành theo lời sự chỉ dạy từ Sư Phụ cùng Đại Tăng và sự sách tấn của cô chủ nhiệm, để làm sao mà lan tỏa được Phật Pháp tới nhiều người, biết tới Phật Pháp hơn, để mà tu tập, để chuyển hóa những cái nỗi khổ, niềm đau, để mang lại cuộc sống trong hiện tại kiếp này được an vui và hạnh phúc hơn ạ. À, như vậy đại chúng vừa nghe một câu chuyện cũng rất là hay. Mặc dù là diễn giả kể thì không phải là chuyên môn lắm, nhưng mà lại rất hấp dẫn, đúng không? À, câu chuyện thứ nhất của gia đình Phật tử Kiều Thị Liên, thì đại chúng thấy một bệnh nhân, một con bệnh trầm trọng nhiều năm, toàn thân đau nhức đến nỗi chải đầu không được. Đấy, Sư Phụ thì nhớ cô vừa kể. Thế rồi sau đi khám bệnh thì lại phát hiện ra đủ các thứ u, wow, u nọ, u kia, rồi là bíu cổ, tuyến giáp, u tuyến giáp, biến chứng thành ra thận, rồi gan đủ thứ, rồi ho ra máu, wow, tiểu ra máu. Đến nỗi bệnh viện các bệnh bác sĩ chẩn đoán và kết luận ra về và đợi chết rồi ở nhà. Nhưng mà phải nói rằng cô Liên được một người bạn đời, tức là ông chồng rất là tốt, Sư Phụ đánh giá rất là cao. Chú rất là tốt đấy, bền bỉ và chung thủy với vợ như thế, rất là quý. Có nhiều đức ông chồng mà thấy vợ như thế mà chán quá, có khi là thôi bà chết sớm đi, có khi tôi đi bà khác. Nhưng phải nói là cô Liên là có phước đấy. Nói là chắc trong tiền kiếp cũng là phải có tu một cái nhân duyên, thiện duyên nào đấy. Và đến cái lúc mà cô bế tắc nhất thì như cô nói chuyện, cô trong giấc mơ cô lại thấy được mẹ Quan Âm Bồ Tát. Và sau đó thì lại được 12 vị tăng kéo cô lên, cô đang tắm ở dưới biển gì đấy. Giấc mơ rất là kỳ. Và sau đó thì tự cô lại phát ra miệng là đòi với chồng là phải đưa về chùa Ba Vàng, mặc dù cô cũng chả biết chùa Vàng ở đâu, hoặc có thể nghe tên chùa Vàng từ đâu đó rồi, nhưng mà chưa biết chùa Vàng là cái gì, ở đâu. Tự nhiên nói, đấy là cái điều mình rất lạ, từ trong vô thức nó nói ra. Đó. Thế mà đối với Sư Phụ thì Sư Phụ cũng nói, Sư Phụ rất là có duyên với Đức Quan Âm Bồ Tát, và hầu như những ai có duyên với Đức Quan Âm Bồ Tát thì cũng có duyên với Sư Phụ. Sư Phụ đã kể lại chúng nghe câu chuyện trong Phật Pháp Nhiệm Màu đấy. Lúc cái Sư Phụ mới 8-9 tuổi thôi là đã thấy được Đức Quan Âm Bồ Tát Ngài thị hiện cho mình ở giữa trời thì mình thấy rồi. Cho nên đúng là Sư Phụ có duyên với những người khổ, những người có duyên với Đức Quan Âm Bồ Tát đấy. Thế cho nên là đây là cái duyên. Cũng giống như cháu Lê Trung Tuấn á, mà bị cái bệnh mũi mặt ngựa này này. Cháu Trung Tuấn ở Thanh Hóa đấy, cái mặt gọi là mũi rất là khủng khiếp. Thì ngay đêm hôm mà cháu Tuấn ra chùa á, Sư Phụ và Chư Tăng lễ Phật xong, tối hôm ấy Sư Phụ cũng thấy là ngủ, thấy Đức Quan Âm Bồ Tát báo cho Sư Phụ là sẽ cứu sống được cháu này. Lúc ấy là gia đình là chấp nhận là chết rồi, cháu chết rồi. Sáng hôm sau Sư Phụ nói luôn với gia đình là để cháu ở lại chùa, cháu này là cứu sống được. Thì Sư Phụ được Đức Quan Âm báo, Sư Phụ biết. Đấy, và đúng là cháu đã được cứu sống một cách rất là gọi là cũng ngoạn mục ấy. Thế còn với cô Liên này thì cũng thế. Và từ giấc mơ rồi từ đó cô khởi lòng tin rồi đi tìm bằng được về Chúa Vàng. Rồi cái duyên đó lại gặp cô Lễ cũng là một nhân vật rất đặc biệt. Cô Lễ là cũng có duyên. Kêu mẹ ơi chắc là mẹ Quan Âm phải không? À, mẹ ơi mẹ Quan Âm chứ không phải mẹ đẻ đâu. Cô lỡ ngỡ ở chỗ xe nó đổ xuống á, kêu mẹ ơi con không biết đi đâu, thế là rồi có người cho đi taxi đi lên.
lên chùa cũng lỡ ngỡ lại kêu mẹ ơi, lại có người dẫn vào trong chùa. Rồi lại có người lại cho ngủ đúng cái phòng có đồng hồ, sư phụ thấy rất là đặc biệt. Rất là nhân duyên. Nghĩa là, tức là đấy gọi là cái thiện duyên với Phật Pháp. Như cô Lễ đấy gọi là thiện duyên với Phật Pháp. Và người bạn đời lúc đầu là chướng duyên, nhưng sau lại trở thành rất thuần thành, như đại chúng vừa nghe cô kể. Đó là những cái thử thách đấy. Những cái thử thách khi mình đến Phật Pháp, có cái dẫn dắt và có cái thử thách. Đại chúng phải nhớ như thế. Và bây giờ ông bạn đời của cô Lễ lại trở thành một người rất là tuyệt vời trong đạo tràng. Đó. Thế và trường hợp cô Liên thì đại chúng thấy sau khi đến chùa rồi và về được quy y rồi được tu tập thì như vậy chỉ có 3 tháng thôi phải không? Vâng. Khoảng 3 tháng, từ tháng 6 đến tháng 9 mà bệnh tình của cô đã chuyển gần như hoàn toàn. Chỉ còn di chứng ở cái mắt một chút đây. Cái mắt của cô, đấy mắt trông cũng khá là bình thường ấy. Mà lúc đầu là cô Lễ cô nhìn thấy cái mắt của cô Liên là cô phát khiếp luôn mà. Cô sợ, cô bảo gọi là thối chí luôn. Tại lúc cái trắng mắt nó lồi ra dữ lắm hả? Ba giáo sư ở bệnh viện, viện mắt đi, tất cả họp hội chuẩn bảo con là về xếp để mổ, để đặt lại con ngươi. Nhưng mà chồng con với các con bảo rằng là thôi mẹ ơi cứ để thế còn hơn, chứ bây giờ mẹ bị ung thư nó mà chạy đặt thì lại chết mất. Ung thư dao kéo vào để sợ chết. Thì là sẽ chết. Thế là con mới không mổ. Đấy. Và đấy, cái mắt của cô nó, cô Lễ lần đầu tiên nhìn là cô hết vía rồi. Nhưng bây giờ mắt cô đã trở lại được gần bình thường. Và bệnh trong người cô nói là gần như thế hết rồi. Khỏe mạnh, làm việc được. Từ cái chỗ mà đứng không nổi chân, không coi như cảm giác có xương nữa. Mà bây giờ cô lại làm việc được. Thì đại chúng thấy có là mầu nhiệm không? Rất là tuyệt vời. Đấy là những cái. Đây là bác sĩ y học là bó tay rồi, y khoa bó tay rồi. Cho nên sư phụ nói là Phật Pháp thì rất nhiệm màu, nghe không? Những ai có đủ lòng tin này, các Phật tử nhớ đấy, trong kinh Phật dạy đủ lòng tin, đủ đức tin và tam bảo. Và ngay kinh Parita đấy cũng còn có các tác dụng hộ trì cho chúng ta. À, chỉ trừ những người mà cái thọ mạng thật sự đã hết rồi thì không nói. Nhưng còn thọ mạng người ấy còn thì các bệnh, các chướng có thể vượt qua được khi mình có tu tập mà có tụng kinh tu tập thật sự. Đấy, thế thì ở hôm nay á, sư phụ và chư tăng và đại chúng đây cũng rất hoan hỷ với câu chuyện của cô Liên và của cô Lễ kể cho đại chúng nghe. Đặc biệt là cô Liên là về trường hợp chuyển nghiệp. Cô Lễ như thế cũng là chuyển nghiệp đấy, phải không? Từ cái chỗ ông chồng ông cản trở, nhưng mà cuối cùng bây giờ ông lại trở thành người bạn tu rất là tốt. Đấy lại đều chuyển nghiệp cả. Đấy, nhất là cô Liên là chuyển bệnh cứu mạng của mình luôn. Mà trở lại được như thân hình như bây giờ, đứng được ở đây không phải người dựa. Đấy phải nói là cái đặc biệt lắm rồi. Thì sư phụ nghĩ đây là Phật Pháp nhiệm màu. Khi chúng ta có lòng tin, tu tập đúng chính Pháp. Và chính cô Liên là tu tập theo chương trình của chùa hướng dẫn. Cho nên là cô cũng đã được chuyển hóa đến bây giờ. Mà thuốc men thì cũng không có gì cả. Đấy, cô nói bác sĩ thì uống mấy cái viên thuốc bổ gan với này, thuốc canxi gì đó. Thế nhưng mà rồi nó tự là nó hết. Thì cái bệnh này là bệnh do oan gia trái chủ. Cho nên cô Liên cô rất tin tưởng. Tin tưởng oan gia trái chủ nghĩa là tin tưởng có oan gia trái chủ thật. Nó báo oán, nó hành mình thật. Và khi mà chúng ta có tu tập và có tác phước, nó đã chuyển hóa. Và cái nghiệp bệnh của cô nó được tiêu, trở lại con người gần như bình thường như bây giờ. Đấy, chứ còn lúc ấy là bác sĩ bệnh viện đã giả về rồi, bó tay rồi. Thế thì hôm nay thì nhân cái buổi lễ tổng kết, các Phật tử lên chia sẻ với đại chúng nghe về những cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp, và để cho tất cả chúng ta có thêm lòng tin sâu vào tam bảo. Và chúng ta phải tin chắc tam bảo thật sự là mầu nhiệm, để mỗi Phật tử chúng ta được củng cố đức tin vào tam bảo cho sâu chắc, không có lay chuyển. Thứ hai nữa là chúng ta thấy được những cái sự tu tập chân thật mà đúng pháp thì nó đều có sự chuyển hóa, không nhiều thì ít, nghe không? Và chúng ta chia sẻ niềm vui với các đạo hữu của mình. Sư phụ thấy rằng những cái câu chuyện chuyển hóa như này còn có nhiều hơn nữa ở trong các đạo tràng Phật tử chúng ta. Và sư phụ thì rất là tin nếu chúng ta chân thật tu tập thì nó sẽ có sự chuyển hóa. Đấy là sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Tất nhiên không phải là những người nào cũng chuyển được hết, nếu đó là định nghiệp. Còn không phải là định nghiệp thì đều sẽ có thể chuyển, đều chuyển được. Thế thì sư phụ cũng thay mặt cho đại chúng chúc mừng cho cô Liên nhé.
đã qua được cái cơn coi như bạo bệnh, qua được gọi là trải qua được cái bàn tay của tử thần, cô được trở lại sức khỏe tương đối ổn định bình thường như thế này, đấy là niềm vui của gia đình mà của cả đại chúng chùa Ba Vàng luôn. Cũng chúc mừng cho cả cô Lễ nghe không? Đã chuyển được nghiệp khiến cho ông bạn đời trở thành một người bạn đạo rất là tuyệt vời nhé. Chúc cho hai cô sức khỏe và tinh tấn tu học, đầy lòng tin sâu với Tam Bảo nhé. Thầy cũng cảm ơn cả trường đạo tràng Minh Hiệp nữa, một Phật tử trẻ trường đạo tràng cũng rất là tinh tấn. Và sư phụ cũng mong sáu con cũng sẽ khuyến hóa phát triển được nhiều người tham gia đạo tràng sinh hoạt để được lợi ích nhé. Xin này chúng một tràng pháo tay nữa cho tất cả các diễn giả của chúng ta.